Văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình thông báo tin buồn. Cha cố quý hương Geronimo Nguyễn Văn Đạo Khả Kính đã được Chúa gọi về vào hồi 12 giờ 30 phút tại Tòa Giám mục Giáo phận Thái Bình. Cha cố Geronimo sinh ngày 14 tháng 9 năm 1944 tại Giáo xứ Đền Thánh Bát Trạch, thụ phong linh mục vào ngày 13 tháng 8 năm 1972. Được Chúa gọi về vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2 năm 2024. Hưởng thọ 80 tuổi. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho linh hồn cha cố Geronimo được lên chốn thiên đàng, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Kính xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha cố Geronimo mau sớm được hưởng vinh phúc nước thiên đàng. Chương trình tang lễ của cha cố Geronimo sẽ được ban truyền thông giáo phận cập nhật sớm nhất để quý vị tới hiệp thông cầu nguyện cho cha cố Geronimo Nguyễn Văn Đạo.